Hello, xin chào các bạn. Mình đang đào hố ở vườn sầu riêng nhà mình. Thì bất ngờ mình nghe cái chú chim này nó gọi ríu rít từ nãy đến giờ rồi. Đấy, các bạn thấy ghê không? Nó kêu ghê không? Kêu giống như nó chửi mình nhiều các bạn đó, ghê lắm. Nó đang đứng ở nó đang đứng ở đây các bạn, ngay cành cây này. Đấy. Đó. Mình đi xa tí là bắt đầu là đó. Nó đang đứng ở gần tổ của nó các bạn. Đó. Trên cái cành cà phê đó kìa. Đó, thấy không? Đây các bạn. Chim này là chim gì nhỉ? Chào mào hả các bạn? Chắc là chào mào các bạn. Nó kêu khủng khiếp như thế đấy các bạn. À, lúc nãy là mình đào cái hố ở ngay bên cạnh cái cây mà nó đang đứng đấy các bạn. À, bây giờ là mình thu gom đồ mình đi xa tí nè. Bây giờ nó quay về, nó lại đứng đó nó kêu. À, nó kêu chết chết như cha mẹ chết đấy các bạn. Ghê lắm. Thấy chưa? Nên là nó dấu hiệu là nó bảo vệ tổ của nó đó các bạn. Nó hù người ta, nó hù kẻ thù của nó đó. Nó bay ra ngoài kia rồi. Các bạn nghe thấy tiếng nó kêu chưa? Nó chết chết như đàn bà chửi nhau vậy các bạn. Nó còn vẫn còn lang thang ở đây các bạn này, nhưng mà từ khi mình lên tiếng cái nó hết kêu rồi các bạn. Lúc nãy nó kêu rối rít cả lên luôn á. Giống như cái to mồm á, giống như đang chửi nhau với ai các bạn. Nhìn không, đó nó vẫn đang còn kêu rè rè đó. Nó đứng ở bên kia kìa. Các bạn thấy không? Mình quay ở giữa luôn nè, nó đang đứng ở giữa đây các bạn nè. Đó, các bạn thấy rõ không? Ngay chỗ cái cành cây đung đưa đó, ở giữa luôn á. Thấy không? Đang cứ đứng vậy các bạn. Đợi bây giờ nó bay lòng vòng. Đó, nó đã bay rồi. Nó lại bay qua bên kia rồi. Lát nữa nó lại nhảy lên cái mái tôn này. Nó thấy mình đang làm, vẫn đang còn làm, cái nó lại bay đi chỗ khác. Các bạn biết sao? Chắc chắn ở quanh đây là nó có cái tổ của nó. Chắc chắn là sát mình thôi. Nó nằm ở chỗ nào đấy các bạn ạ? Không biết là nó trên cây nào. Để mình sẽ đi xem thử là
những cái gốc cây ở gần đây có cái độ cao nha, chắc chắn là ở trên hai cái cây Durio này thì sầu riêng, hai cây sầu riêng này là không có đâu, nó chỉ có là trên mấy cái cây cà, mấy cây cà nó thấp thấp ở gần đây thôi, cái chỗ nào mà nó rộng rộng một tí xíu, có vẻ như là nó dễ ẩn nấp thì nó sẽ làm tổ các bạn. Mình sẽ phải đi tìm xem đây cái hố mình đang đào ở chỗ này nha, phía trước chỗ này. Nó chỉ loanh quanh ở mấy cây này các bạn, chắc chắn là nó sẽ có cái tổ của nó các bạn. Không có rồi, cái chỗ này cũng không có đâu các bạn ạ. Đây là mình đã phát hiện ra cái tổ của nó này, đây này đó, một ít lá thôi, hình như là có trứng ở trên. Đúng rồi, mình thấy là có trứng ở trên, có trứng ở trên các bạn ạ. Đây này, mình phóng to ra này, bằng mắt thường là mình sẽ thấy nó có trứng ở trên luôn đó. Các bạn thấy không, cái tròn tròn ở giữa thấy không đó, trứng của nó đấy các bạn này. Mình đứng nhìn bằng mắt thường ở đây là mình thấy rõ luôn, có trứng các bạn ạ. Mình không biết bao nhiêu trứng thôi, có trứng đấy. Ồ hay quá. Cái con chim này là chim gì mà sao nó làm tổ chỉ có vài cọng leo ngoe vậy trời. Tổ của nó rất là đơn giản các bạn ạ, ở trên nó không có mái luôn, nó không giống như là chim ri hay là chim sẻ. Chim ri chim sẻ là nó làm nguyên một cái bầu tổ của nó bằng rơm rã rất là nhiều, và nó ôm tròn xung quanh luôn đó. Nó chỉ có một cái lỗ chui vào ở phía ngoài thôi. Còn loại này mình không biết nó là chim gì, nó là chim gì mà nó đang chỉ mấy cây sợi rễ cây leo ngheo ở phía dưới, ở trên là không, hoàn toàn không có mái che. Rồi ok, hay quá. Mình sẽ biết cái tổ này mình để yên cho nó ấp trứng nở đây các bạn, mình sẽ không quậy phá nữa. Mình biết vị trí của nó rồi, mình sẽ tránh nó để cho đợi cho nó nở thành con luôn, xong rồi con nó khá lớn mình sẽ bắt về mình nuôi. Bởi vì mình có ý định làm một cái lồng rất là lớn, mà làm một cái lồng của mình rất là lớn, và mình chụp nguyên một cái cây ở phía trong lồng luôn, và mình sẽ nuôi chim ở trong đó. Mình sẽ làm cái lồng nó tự hơn cái cà này, ụp nguyên cả một cái cà, bọc quanh cả một cái cà giống như thế này luôn đó. Và bắt đầu mình nuôi chim vào trong đó, nhưng không phải là cái cây rộng rạp như thế này đâu. Mình sẽ cắt bớt cành đi để cho nó thừa bớt đi, mình tạo dáng cho nó thôi, để cho cái chỗ có cành cho chim nó bay qua bay lại rất thích. Và mình sẽ bắt mình sẽ đợi cái con chim này nó ấp nở ra, rồi mình sẽ đợi một thời gian để con non nó hơi cứng cáp một tí xíu ra, mình sẽ bắt con non đó mình về nuôi, và như vậy thì nó sẽ quen hơi người từ nhỏ luôn, và nó sẽ được thuần hóa nhanh. Nghe tới đây là mình đã thấy mình tưởng tượng là mình cảm thấy thích thú rồi các bạn ạ, tuyệt vời đấy. Ok vậy nha các bạn, các bạn hãy thường xuyên theo dõi kênh của mình để biết được kết quả của các chú chim này như thế nào nhé các bạn, và việc mình sẽ nuôi các chú ấy ra sao nhé. Thân chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu thấy vui vẻ thì
vui lòng ủng hộ cho mình một đăng ký, một báo chuông và một lời bình luận nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.